Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của muaninhkiện.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sản phẩm bộ phun xương siêu khỏe. Bộ xương phương này được bán tại muaninhkiện.vn. Nếu các bạn mua online thì các bạn lên trang web mua, còn các bạn ở Hà Nội thì các bạn tới địa chỉ số 5 ngách 17 ngõ 106 Lê Thanh Nghị để mua trực tiếp tại cửa hàng. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nó hoạt động như thế nào. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cái này. Vâng, đây là nguồn 24V 1200mA. Đầu vào của nó là 220V. Đây là bộ phun xương 12 LED. Bây giờ mình sẽ cắm điện cho nó hoạt động. Thả vào bát nước này. Ở đây kết hợp với nét nhiều màu ấy, nó rất là đẹp, phun rất là khỏe. Khi các bạn khi hết nước nó sẽ tự tắt. Vậy là mình đã quay xong và test xong cái bộ nguồn phun xương này nó hoạt động như thế nào. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.